Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Thì hôm nay thì khá là rảnh luôn cho nên mình đã xem lại mấy cái video cũ của mình. Thì mình thấy thì hồi kia mình chế tạo mấy cái video khá là hay luôn, giống như là súng nước này, phóng lợn này và diều này. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại mấy video đó và mình sẽ thử chế tạo lại những cái mà mình đã làm trước đây thử sẽ như thế nào. Ok, và nếu các bạn thấy thích video này thì quay like, subscribe, chia sẻ để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hay nữa nha. Ok, trước tiên thì mình sẽ đến với cái chế tạo đầu tiên, đó chính là súng nước. Thì ở đây mình đã chuẩn bị một cái tay cầm để bán này, một cái chai nước này. Bây giờ mình sẽ đục một cái lỗng mà mình luồn qua và mình bán thôi. Thì một năm trước thì mình có làm một cái súng nước rồi, nhưng mà đó là súng nước nó hơi bị ổ xíu. Cho nên hôm nay mình sẽ làm lại nha. Ok, và để chế tạo một cái súng nước, bây giờ mình sẽ đục một cái lỗng ở chỗ này, cái lỗng ở dưới cái đáy chai này. Đó, mình đã đục một cái lỗng như thế này rồi. Giờ mình chỉ việc luồn cái ống này vào thôi. Đục cho nó vừa nha. Và được như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ dán cố định cái này vào, cho lúc mà mình đổ nước vô ấy thì nó sẽ không có bị chảy ra nha. Đó, thì mình không có keo nén cho nên mình sẽ xải keo này. Đó, trước tiên là mình sẽ lấy một mảnh giấy này, làm cho nó khít vào xíu á. Rồi lúc đó mình sẽ trích keo vào thôi. Rồi, như thế này là hợp lý rồi đó. Giờ chỉ việc dán keo vào thôi. Keo qua đây nám quá, nó muốn cháy luôn, tờ giấy luôn mọi người. Ok, nhưng mà không sao. Ok, bây giờ mình sẽ đợi một xíu nha, lát nữa mình sẽ quay lại. Ok, bây giờ mình sẽ đem đi mình đổ nước vào cái chai này cho nó đầy vào rồi mình mới đi bán được. Trời, nãy mình đục cái lỗ to quá vậy, nó chảy quá trời bạn ơi. Ok, giờ mình sẽ nghi xíu nha, giờ mình sẽ test điện thoại xíu nha. Ok, thì sau một thời gian nãy mình đổ nước vào thì cái đây nó bị hở ra mấy bạn ơi. Giờ mình trích keo nó không có chặt ấy, cho nên bây giờ mình sẽ chơi kiểu mới luôn, súng nước bây giờ chơi cái dài luôn nha. Ok, giờ mình sẽ đem ra kia mình test nha. Bây giờ súng nước mình sẽ chơi kiểu dài nha, như thế này nha. Sẽ thử bán từ đây qua mà có vách. Rồi, bây giờ mình sẽ thử bán từ đây rồi cái vách tường kia nha. Nó hơi lạ mọi người. Đó, vẫn được này. Này là mình chơi kiểu mới nha. Chơi là cái đầu súng là mình đã chơi ở trên nè. Còn cái nằm thì ở dưới. Còn thấy nước không? Nói chung là cái súng này thì nó hơi lạ xíu nha. Ai, bạn bán được này. Bán được này. Nói chung là chủ yếu là cái tay cầm này nè. Còn cái đây là cái đồ để đựng nước. Đó thì cũng khá là lấy rồi bạn ơi. Đây thì mình đã hoàn thành cái xong cái chế tạo đầu tiên. Đây, cái súng nước ban đầu là mình định chế tạo như thế này. Nhưng mà kiểu mình dán keo nó không chặt ấy. Cho nên là nó thành dài luôn các bạn ơi. Ok, thì nói chung là nó cũng khá là ổn ấy. Bây giờ mình sẽ tới cái chế tạo tiếp theo nha, là phóng lợn. Phóng lợn bằng giấy nha. Đây là phóng lợn bằng giấy chứ không phải là mấy cái phóng lợn mà đi ấy kìa. Bây giờ mình sẽ làm một cái phóng lợn bằng giấy nha. Đây, mình đã chuẩn bị mấy cái tờ giấy A4 như thế này, một cuộn keo và một cái kéo. Thì làm cái phóng lợn này thì một năm trước mình cũng đã có làm rồi. Thì ok, nếu bạn chưa xem thì vào kênh mình xem nha. Bây giờ mình sẽ quay lại mình làm cái phóng lợn này thử. Nói chung là làm cái phóng lợn này là làm vui thôi nha, chứ không có gì. Ok, mà trước tiên mình sẽ lấy một cái tờ giấy. Giờ mình sẽ gấp lại như thế này. Nói chung lâu quá rồi mình cũng không làm nữa, cái này là cũng có thể là quay nữa đó mọi người.
Ok, cái đạo dưới đa thì mình cũng gấp tương tự như vậy nha. Ok, thì mình khó là đỉnh mấy cái gấp giá đi luôn nha. Rồi, rất là đơn giản luôn. Như thế này là hoàn thành xong cái đầu kiếm rồi nè. Khá lâu rồi mình mới làm lại mấy cái chủ đề như thế này. Ok, sau khi hoàn thành xong cái lưỡi kiếm rồi, giờ mình sẽ làm cái tay cầm nha. Tay cầm thì khá là dễ thôi, mình chỉ cần cuộn lại thôi. Cuộn dần dần được. Giờ mình sẽ làm cái tay cầm nhỏ xíu nha. Chứ tay cầm mở thì nó hơi sáng. Lấy keo mình dán lại vào đây thôi là xong cái phong lợn rồi. Ok, giờ mình sẽ lấy keo mình dán lại nha. Ok, sau một thời gian làm thì mình đã hoàn thành xong cái phong lợn rồi, có nè bạn, khá là đẹp luôn. Đây thì phong lợn một năm trước mình cũng đã làm rồi, và bây giờ mình đã làm lại cái này khá là dễ luôn. Cái này cho mấy trẻ trào trời thôi bạn ơi. Đây là cái lưỡi nha. Và ok, thì mình đã hoàn thành xong hai cái chế tạo rồi. Thì ok, giờ tiếp theo mình sẽ đánh chế tạo diều nha. Thì mùa diều đã tới rồi, mấy bữa nay thì gió khá là mạnh luôn, các bạn thấy không, cái biển ngoài mình này gió đồng bài phấp phới luôn ấy. Thì ok, giờ mình sẽ đánh chế tạo diều và đi mình thả thử được hay không luôn. Nói chung là hoàn thành xong phong lại rồi.
Ok bạn ơi, thì mình đã hoàn thành xong 3 cái chế tạo trên kênh của mình rồi. Và nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hơn nữa. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.